nhanh chóng hết mụn với các bước chăm sóc da dưới đây. Thứ nhất, làm sạch da là bước quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da dầu mụn. Việc làm sạch da giúp cho loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm. Cần rửa mặt 2 lần trên ngày, vào buổi sáng và buổi tối bằng các sản phẩm rửa mặt dành cho da dầu mụn, thường có chứa các thành phần kiểm soát dầu thừa và ngăn ngừa mụn như glycolic acid. Thứ hai, tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các tế bào chết trên bề mặt da, từ đó giúp da sáng mịn và đều màu hơn. Nên tẩy tế bào chết 2 đến 3 lần trên tuần tùy vào loại da. Thứ ba, sử dụng toner. Toner giúp cho cân bằng độ pH cho da và giúp da hấp thụ được dưỡng chất tốt hơn, nên sử dụng toner sau khi rửa mặt. Thứ tư, sử dụng serum dưỡng ẩm trị mụn. Da dầu mụn vẫn cần được dưỡng ẩm để tránh cho tình trạng da bị khô, căng và kích ứng, nên sử dụng serum dưỡng ẩm dành cho da dầu mụn có công dụng làm kháng viêm. Serum dưỡng ẩm dành cho da dầu mụn thường có kết cấu mỏng nhẹ, không gây bết rít. Thứ năm, sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng là một sản phẩm không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da dầu mụn. Các tia UV từ ánh nắng mặt trời là nguyên nhân gây ra lão hóa da. Vì vậy, sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 50 và PA+ để giúp bảo vệ da khỏi các tia tác hại của UV. Để được tư vấn và chăm sóc da dầu mụn, hãy inbox ngay cho HNH Pedico nhé.